Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý báo tin dự phải nhập viện khẩn cấp khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Nguyên nhân được nói rõ. Dư luận suốt từ đêm qua đến nay bàn tán không ngừng về chuyện nghệ sĩ nhân dân Công Lý nhập viện. Một số trang mạng xã hội còn gây hoang mang khi đăng tin bắt đầu bị đột quỵ vì sử dụng rượu bia. Trong lúc cộng đồng mạng đứng ngồi không yên, đại diện phía nam ca sĩ đã lập tức lên tiếng thông báo chính thức. Theo đó, quản lý của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cho biết anh bị ngã phải nhập viện từ chiều tối ngày 21 tháng 7. Người này bác bỏ hoàn toàn tin đồn Công Lý bị đột quỵ, cho biết đây là chuyện riêng nên gia đình không chia sẻ quá nhiều với báo chí hay công chúng. Anh Công Lý bị trượt chân ngã tại nhà, hiện anh được điều trị tại một bệnh viện của Hà Nội. Vì là chuyện riêng nên gia đình không chia sẻ gì thêm, cũng khẳng định không liên quan đến rượu hay độc quỵ như một số tin đồn thổi thất thiệt trên mạng xã hội. Quản lý nghệ sĩ nhân dân Công Lý nói, hiện tại sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã phục hồi và ổn định sau khi được tiến hành chữa trị. Tuy nhiên anh vẫn nằm viện để theo dõi thêm. Cả nghệ sĩ nhân dân Công Lý và vợ đều chưa có bất cứ chia sẻ mới nào trên trang cá nhân. Nghệ sĩ nhân dân Công Lý là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Anh ghi dấu ấn ở nhiều vai diễn truyền hình sân khấu. Trong đó nhân vật Bắt Đậu trong Gặp Nhau Cuối Năm được xem là hình tượng gắn liền với nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Ngoài ra nam diễn viên còn từng tham gia một số phim nổi tiếng như Chuyện Ngang Qua Phố Cũ, Tình Khúc Bạch Dương, Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Sinh năm 1973 nhưng hiện Công Lý đã được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và hiện làm phó giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Khán giả yêu mến Công Lý không chỉ bởi tài năng mà còn vì lối sống, nói không với scandal. Sau hai lần đổ vỡ trong hôn nhân, hiện anh đang hạnh phúc bên người vợ thứ ba kém mình 15 tuổi là Ngọc Hà. Cô đậu Công Lý lột xác như thế nào sau khi lấy vợ ở tuổi 50? Sau khi lấy vợ trẻ kém 15 tuổi, nghệ sĩ nhân dân Công Lý dường như cũng hồi xuân, khiến ai cũng ngưỡng mộ anh có bà xã khéo chăm chồng. Gần đây, nam diễn viên hài Công Lý mỗi lần xuất hiện lại khiến cư dân mạng trầm trồ bởi vẻ phong độ lịch lãm trẻ trung. Ở tuổi U50, cô đậu bỗng lột xác khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Nguyên nhân chính là từ lúc lấy vợ, anh đã có người nâng khăn sửa túi nên diện mạo cũng ngày càng bảnh bao hơn. Trước đó khán giả vẫn thường gặp anh với hình tượng giản dị xề xòa, còn bây giờ Công Lý đã được vợ biến thành tay chơi đồ hiệu đích thực. Anh tâm sự lần đầu tiên trong 30 năm đi diễn, anh được mặc đẹp đến vậy. Khi nhận kịch bản, biết nhân vật của mình là phó giám đốc nên tôi đã nói chuyện với bà xã Ngọc Hà là nhân vật mới của chồng như thế. Vợ sắm và lo cho chồng nhé. Ngay lập tức cô ấy đã dành thời gian đi lựa chọn đồ cho tôi. Tất cả trang phục là đều do Hà chọn. Được biết bà xã anh đã chi đến 300 triệu để mua đồ hiệu cho chồng. Trong phim anh sử dụng đồ các thương hiệu lớn như giày, túi, thắt lưng. Ra đến đoàn, Hồng Đăng còn trêu tôi là yêu nữ hàng hiệu bởi sự đầu tư trang phục của tôi cho vai diễn, nghệ sĩ nhân dân Công Lý cho hay. Ngoài sự lột xác vẻ bề ngoài, Công Lý cũng được vợ chăm chút cho từng bữa ăn giấc ngủ. Bà xã khiến anh phải có chế độ ăn kỷ luật hơn, tập thể dục đều đặn. Có lẽ bởi vậy mà sức khỏe của nam diễn viên cũng được cải thiện. Ngoài làm việc, anh thường xuyên đưa bà xã đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Cuộc sống hôn nhân của anh và người vợ thứ tư vô cùng viên mãn. Trước đó Ngọc Hà còn chuyển 20 triệu cho chồng tiêu, khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.